Làm mại ấy, nên là chuyên đầu bếp hoa của Chun Kagu của thị trấn Bắc Sơn. Đấy là xào thịt của khủng long. Theo bà con, con xào cho nửa cháy nên con thịt khủng long này có ngon không? Chắc chắn là ngon. Ui dừa thơm nâng. Đấy, đang làm rút rút đây. Bắt đầu ngày mai vậy, từ hôm nay bắt đầu làm. Đây là một đĩa khủng long này con với giá con chưa đến 12 triệu. Có 8 triệu rưỡi.